lần thứ hai Tiên đặt chân đến Nhật và lần đầu tiên là 10 năm trước. Khi em qua bay thì mình tới Tokyo lúc 7 giờ sáng bên Nhật, xong rồi sau đó Tiên lại bay tiếp đến Hokkaido, và hiện tại Tiên đang ở Hokkaido, Sapporo nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ cùng khám phá hành trình 10 ngày đi Nhật Tiên nha. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn cơm lươn. Tiên đã đến hơn một tháng nay rồi, bây giờ đang đợi đầu bếp. Quán này là quán ok, để lát nữa quay cho mọi người xem là quán này là quán gì. Tại vì cái chữ sai đồ của nó là chữ Nhật đó mọi người, không phải chữ tiếng Anh. Không biết đọc tiếng Nhật đâu. Đây, cái gì? Đây, đúng rồi, chịu luôn. Đây mọi người. để lát nữa tiên qua cho mọi người bên ngoài nhìn ra sao. Nhưng mà nó chuyên về lươn, với lại để lươn cá nóc cái bò, đúng không? Và quán này là quán chỉ là local biết nhiều thôi, chứ tourist thì sẽ không có biết. Đó. Trưởng đoàn nói vậy, trưởng đoàn. Đây là phần lươn ngày hôm nay. Họ có cho thêm cái sốt unagi này cho mọi người để mình rưới thêm vô nha. Wow, mọi người ơi. Ngon quá, mình có salad, mình có súp, rồi mình có rau củ ở đây một phần nha. Mukbang time. First bite. Hiện tại thì Tiên đang ở một cái chỗ nó bán kiểu sô-cô-la mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi vô mình xem là người ta bán những cái loại sô-cô-la gì. Cái này là lẩu nè, cái này là cá sống nè. Cái này là lẩu. Đây, có sashimi. Yes. Mình có lẩu hay là lẩu gì, đang chưa biết. Mình có cơm. Quán này là một cái quán local của mọi người. Tiên có chữ tiếng Anh, nên là lát Tiên sẽ quay cho mọi người. Hasamashi. Chào. Hello mọi người, bây giờ là 6 giờ 48 phút và bây giờ Tiên sẽ đi xuống ăn sáng. Hôm nay tụi mình phải đi sớm cho nên là get ready xong rồi. Sáng nay 5 rưỡi tôi dậy rồi mọi người. Yeah, ok, bây giờ sẽ đi thôi. Outfit ngày hôm nay, đầm này Tiên mua ở The Space mọi người, của Dahlia, túi của Ichi. Đó, và bây giờ là của YSL cho mọi người. Chidi. Hôm nay mặc đồ đi nông trại cho nên là mình cũng tâm trại một chút á. Bây giờ thì đang đến trạm nghỉ chân nha mọi người. Rất là đẹp. Thời tiết ở đây rất là đẹp mọi người ơi. Kiểu nó mát mát á. Xong rồi tiếng nữa là tụi mình sẽ đến cái nông trại, xong rồi cái mình sẽ đi một cái hồ rất là đẹp. Hello.
con này gọi là gì? Tomato nữa đi. Vườn cà chua hả? Vườn cà chua. Thì bây giờ để Tiên quay cho mọi người xem, ở đây rất là đông luôn mọi người. Tại hôm nay tụi mình đi vào cuối tuần, hôm nay là thứ Chủ nhật. Phải không? Hôm qua mình tới là thứ bảy. À đúng rồi. Hôm nay là chủ nhật cho nên là rất là đông mọi người, mà rất là đẹp nha, để Tiên quay cho mọi người. Mình sẽ xếp hàng để ăn kem nha mọi người. Kem ở đây đặc sản là kem lavender. Tiếng Việt là gì? Oải hương. Đúng rồi, oải hương. Mà đến oải hương. Oải. 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 Oải hương. Oải. Đây 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 mọi người ơi. Đây nha mọi người, cái này mình có lavender ăn đi. Đây, cái này là melon. Lavender với cái đó mix. Mình đã đến quán ăn mà hôm nay mình sẽ ăn mì soba nha. Mình sẽ có thịt bò tempura, là mỗi người một phần nha mọi người. Nhà Tiên đi đông đó nên là mỗi người một phần. Cái này là tempura một phần luôn đó. Còn tempura mình sẽ chấm với lại cái này. Còn cái này là lát nữa chấm mì soba nha mọi người. Hôm nay là mì soba, bây giờ mình sẽ chấm một cái sốt này. Bây giờ mình sẽ lấy cái này mình chấm vô cái sốt này nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người ăn rất là nhiều, không biết một phần mọi người ăn này sao hết được trời. Anh bây giờ sẽ ăn với một miếng tôm nha. Yeah, all the way, skin it. There you go. Tôm ngon lắm luôn. Tiên vừa ăn xong, bây giờ Tiên vừa tới một cái hồ. Ở đây thì nó đặc biệt là cái nước cái màu rất là trong, rất là xanh đó mọi người. Chứ thật ra cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là có cái hồ nước xanh. Và nhìn cái vibe ở đây rất là giống Đà Lạt, giống luôn. Đó, nhà mình ăn có hải sản cho mọi người, buffet nha. Có hải sản, có bò, sushi, sashimi. Yeah. Hôm nay là ngày thứ ba mình ở Nhật. Và bây giờ Thiên đang ngồi ở khách sạn để ăn sáng. Sáng hôm nay tụi mình sang đồ Nhật mọi người. Cái khách sạn này nó sẽ có hai menu là buffet, còn hai là ăn ăn set của Nhật. Thì hôm nay tụi mình đi ăn set Nhật. Và đây một người thì sẽ có một set như thế này. Tiên chọn cái set này, mình có hai set. Thì mình sẽ có cơm nha mọi người. Trứng cá nè, nấm rồi trứng luôn. Cái này là gì đây? Chắc là rau củ đó. Đúng rồi, rau củ nè. Với cái này chắc là miso soup. Trời, nó dính. Đây, tôi mở được rồi. Đó, à, miso soup có hạt. Cái đó là gì? Hạt sen. Nhìn giống hạt sen, không biết phải không? Ok, bây giờ mình sẽ ăn nha. Mình đã đến chỗ coi núi lửa nha mọi người. Hôm nay là sẽ đi xem núi lửa. Tiên mặc áo đoàn. Mọi người thấy cái áo của hai hồi đẹp không? Ghê quá à, anh mặc. Warn mọi người á, cái này là 3XL á. Cái hồ mặt lên nó còn như thế. Tại cái đeo Việt Nam nha. Cái form của cái chỗ này nó hơi nhỏ nên là. Mà cái áo này là KO Design. Let's Family Japan 2024. Rồi. Này là chỗ này là núi lửa nè mọi người. Mà bây giờ nó cũng đang hoạt động nhưng mà nó cũng không nguy hiểm nên là không sao hết.
là tụi mình sẽ ăn cơm bò. Đây là mình có cơm mọi người nha. Đây là chắc salad hả? À, đây là miso soup, sáng nay ăn rồi, bây giờ ăn tiếp. Còn trong này là gì thì chưa biết nha mọi người. Đợi nha. Lát nữa là kiểu surprise. Đó, 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 surprise nè, chuẩn bị surprise nè. Đó mọi người. À, vậy đây là lẩu bò. Ok, thích nha. Chứ em tưởng là bò như hôm qua nữa, nó không ăn nổi. Bò này ok, tại hôm qua ăn quá nhiều bò. Tiên đã đến chỗ chuẩn bị đi du thuyền mọi người. Chỗ này rất là đẹp luôn á. Nhìn giống kiểu Thụy Sĩ rồi đó mọi người. Nhưng mà các nữa thì 2 giờ tụi mình sẽ đi du thuyền. Trời rất là nắng. Ok, nó nắng quá trời, cái da trắng bóc mà không bôi lát hồi nó đen cho chết. Tụi mình đã lên thuyền. Rất là nhiều người luôn á. Quá trời luôn. Đó, lát nữa là tụi mình sẽ đi thì mình sẽ ra từ ngoài mình. Giờ đang mưa nên là có cái dù mà giờ sẽ đi vô hái nho nhé. Say hi fam. Hi. Say hi to the vlog. Hi to the vlog. Đây là trái nho mọi người, mình không có được đụng vô, mình cũng không có được nhắc, không được bóp. Nếu mà muốn ăn là phải cắt ra nha. Đó, phải cắt ra nha mọi người. Đây anh cắt ra đi. Anh đi đâu vậy? Ê nêu cảm nghĩ mọi người. Là sao? Là anh Tôn. Ba ăn một chùm. Năng trái thế nào? Hiện tại thì Tiên vừa mới đến Tokyo và đang ở phố Ginza mọi người. Bây giờ thì sẽ đi shopping. Xong rồi lát nữa 5:30 là sẽ đi ăn tối. Cái đường này nó rất là giống cái đường bên Mỹ, Chicago. Hay ở downtown hay đi shopping. Cái đường Ginza nó cũng giống vậy nhưng mà rất là nhiều đồ hiệu. Với lại Uniqlo là tới 12 tầng. Tìm lát và bây giờ đã ăn trưa trong tiệm.
Shibuya. Rất là ngon. Nhìn thấy ngon rồi, và ăn chắc ngon đó. Mà nhìn cá rất là tươi nha. Này là cá ngừ, cá hồi. Này là cái gì anh? Cá ngừ bằm. Cá ngừ bằm. Trứng cá. Oh yeah, bây giờ mình sẽ ăn nhá. Nêu cảm nghĩ. Quá ngon. Một trong những đồ sống cá hồi, cá hư, cá ngừ với lộn. Cá ngừ rồi từng ăn luôn á thiệt. So good. Ăn sáng sớm mà nó rất là fresh luôn. Thiệt sự không có một cái mùi tanh mà nó mềm, mà cái thịt của nó thơm. Tan trong miệng. Đó. Thơm á. Mình còn có mua cái này nữa. Mua này nữa. Này, mình có mua cái này nữa mọi người. Cái này á, cho những bạn mà 8x, 9x á. Bạn nào mà lúc biết cái lắc rắc á thì nó giống y hệt như vậy luôn. Cái này mọi người rắc lên cơm ăn là ba cháy luôn á. Thank you.